TV256 xin mến chào quý anh chị em đến với diễn đàn. Và hôm nay TV muốn cho quý anh chị em coi cái đoạn mà đoạn video về một người công an gọi là đại diện cho phía nhà nước đó. Đoàn người công an này đó nói chuyện gọi là trực tiếp với gia đình của nạn nhân là anh Nguyễn Hữu Hữu Tấn nha. Anh mà bị giết chết ở Vĩnh Long á. Mời quý anh chị em lắng nghe nha. Rồi có thể thì có lúc đó thì TV256 rồi là chia sẻ trong cái phần đó, có thể là dừng cái audio lại một chút xíu để chia sẻ những phần mình muốn chia sẻ nha. Mời quý anh chị em lắng nghe ha. Năm 2017 sở phó giám đốc của công an ở trại tạm giam gặp hôm nay là ngày năm tây tháng năm 2017 hôm nay là ngày năm tây hôm nay là ngày năm tây tháng năm 2017 sở phó giám đốc của công an ở trại tạm giam phó giám đốc quý anh chị em quá trình khám nghiệm đó thì chúng tôi đã mời chú và chị đến chứng kiến cái gì mà chú chị nghi ngờ đây là cái dấu vết mà do cái người đã tạo nên, chúng tôi đã chứng kiến chú đồng ý rõ ràng là bên ngoài không có cái sự tra tấn đánh đập theo cái suy nghĩ của mình, mà cái chết rõ ràng là do cái chết đắp tạo nên. Khi mà chú và chị đến thì hiện trường chúng tôi vẫn còn nguyên. Thì khi có y tá bác sĩ đến xác định thì chúng tôi đã đưa bác sĩ đến hạn cái chết rồi, cho nên hiện trường vẫn còn động. Thì xin báo lại chú như vậy. Cái kết quả điều tra thì chúng tôi sẽ mời gia đình. Chúng tôi chứng minh là cái việc quá trình bắt, tạm giữ, điều tra đến khi anh chết thì chúng tôi đã ghi toàn bộ cái quá trình này, chúng tôi sẽ cho gia đình xem để nó hiện trên màn ảnh là lúc mấy giờ không có bị xúc phạm nữa, đã có vấn đề gì nghi vấn thì gia đình cứ gấp gáp là chúng tôi sẽ cái này nguyên cái động băng này chúng tôi đã lưu bắt, chúng tôi đã kiểm tra. Còn cái cảnh mà trước khi trong vòng 5-10 phút mà ảnh tự sát á thì chúng tôi đã cho gia đình xem rất là rõ. Nhưng mà tôi chỉ có thấy sớm qua là có hai người trong phòng đó mà một người từ phía bên đây ngồi là nói là cán bộ điều tra đây viên bên đây ngồi bên đây mặt cái chương trình này là nó trực tiếp, thành ra nó có cách có mấy phút thôi thưa quý anh chị em. Thấy bên kia mấy
Theo anh TV 256 muốn dừng đây một chút xíu, đó là anh Nguyễn Hữu Tiến đó, là khi mà anh bị bắt giam vào trong trại á, thì anh được gọi là bị bận cái áo tù đó. Một người mà gọi là mới bắt giam người ta mà không có cái tòa án kết án mà chưa gì đã bận cái áo tù rồi, là mình thấy một cái việc đây là không phải rồi nha. Hiện tại đó là cái ông phó giám đốc công an đó, mà phó giám đốc công an này đó là tôi nghĩ là của tỉnh Vĩnh Long hay sao đó, thì ông phó giám đốc công an này đó đang nói chuyện với ba của anh Nguyễn Hữu Tấn ha. Nguyễn Hữu Tấn, mời quý anh chị nghe tiếp nha. Không biết cái âm thanh nó có rõ lắm không, nếu mà rõ thì đánh số 1 nha. Tại vì đó cái này, cái cuộc phỏng vấn này nó ở ngoài đường, nó ngoài đường thành ra xe nó chạy qua chạy lại nó hơi ồn ào tí xíu, nhưng mà nếu mà nghe kỹ thì rất rõ. Làm tôi không có nhìn ra được cái con tôi, yeah. Thấy cái tướng như vậy, nhưng mà khi đi qua mà đi ngang về đâu có nhìn nghe, mà đi ngang về vô lại đó lấy cái dao mà lấy rõ mặt đó, yeah, rồi gặp hai ba cái cái đoạn vô hết rồi, cho nên con mắt tôi thấy cũng không có rõ thấy có như vậy, yeah. Thì tôi sau rồi tôi nói vậy nghe, thì bây giờ tới cái phần này nữa tôi mong rằng nhờ anh em mà bên điều tra để làm rõ sáng rõ, nhưng mà tôi cái chết nó còn có những cái nghi vấn hoặc những cái bí ẩn nào để mong nhờ để làm sáng tỏ chuyện này. Và thêm cộng cái thứ hai nữa thì mong sau tất cả các anh bên điều tra cấp cái quyền rồi được minh bạch cái vấn đề hành vi hoặc cái gì mà con để cho nó trả lại sự trong sạch cho con tôi, nó và gia đình. Tôi mong có cái yêu cầu đó, một cái lần này thì nó có những người còn này để cho vợ định cái ngày giờ như thế nào để dưới mấy anh. Đây là tiếng nói của chị này, đó là người vợ của anh Nguyễn Hữu Tấn nha. Nguyễn Hữu Tấn nói với ông phó giám đốc công an, mời quý anh chị nghe rõ. Người vợ quá xúc động nên đã nói hơi khó. Trả lại sự trong sạch từ đầu tới cuối cho chồng con.
khi mà được các cái chính quyền đã trả lại cái sự trong sạch cho chồng con đó, thì con mới đem cái xác chồng con đi quảng táng, còn không đó. Đó, quý anh chị em nghe rõ cái người vợ đó nói rằng là chồng mình đó bị đánh rồi là mốt hết cái đầu luôn, và cắt cái cần cổ, đại khái là vậy ha. Và người phụ nữ này nhất quyết gọi là phải gọi là tìm công lý cho chồng mình, cho đến khi cái công lý được giải quyết thì chị mới gọi là quả táng cái xác của chồng mình. Đó, quý anh chị em nghe rõ nè. Thì con sẽ để lên chiếc xe đó, con theo. Con sẽ tìm mọi cách để kiếm một chiếc xe kéo nào đó, con để cái hộp nó, con kéo đi hoài có chừng nào mà cái sự trong sạch của chồng con được rửa quang. Tại vì đó, con á, lúc nào á, trong đầu con á, con nằm xuống là con nghe: em ơi, giải quang cho anh, con có nghe như vậy không? Thế không, người phụ nữ này đó có thể là họ nghe cái trong cái tâm á, mà được người chồng ký báo cho biết là cần phải giải oan cho anh đó. Thành ra người vợ muốn gọi là kéo cái chiếc hòm gọi là đi khắp nơi để mà được giải oan, cho đến lúc mà giải oan thì mới hỏa táng thôi. Con cảm thấy là con lòng con á, tức từng đau bụng, con phải rửa qua thì chồng con khi nào rất được cái sự mà qua á, chồng con sẽ đem chồng con đi một tháng, còn không con sẽ kéo chồng con dài trên một chiếc xe kéo để cho hồn nó con kéo hoài. Còn đến khi nào mà con ngã gục xuống thì thôi, còn con còn một bước không đi nổi là con cứ kéo. Dạ, con hết. Xin bác chị cho này, như nãy tôi nói từ đầu, cái việc mà có hay không có tội đối với những người tấn cơ quan điều tra đã bắt và điều tra đó, lỡ như gia đình của tôi đã báo cáo cho cơ quan điều tra cấp trên của Bộ Công an, bây giờ việc điều tra này sẽ tiếp tục. Nếu mà bị quan sai thì cơ quan điều tra cái nơi mà tiến hành bắt là chịu trách nhiệm. Còn nếu ảnh có tội ở mức độ nào, như thế nào, tài liệu nào, chứng cứ nào để chứng minh thì cơ quan nên điều tra sẽ chứng minh cho gia đình. Thì rõ sẽ trả lời đây cái nào là cái chuyện mà ảnh vi phạm pháp luật về cái tội an ninh quốc gia, thì có chứng cứ làm thế nào để gia đình chấp nhận. Thời gian tôi nói với chị muội là nếu thời gian đặt ra như chị đưa ra thì con không thể đáp ứng được, bởi vì cái việc mà an táng cái an táng là một cái thời gian nhất định đó. Cái ông mà phó giám đốc công an này đó, ông nói cái việc mà an táng đó là phải làm cho gấp, chứ không có thể mà kéo dài thời gian được. Thì TV256 thấy cái điều này nó cũng không đúng nữa. Nếu mà nhìn chúng ta thấy trong cái hiện tại đó, cái lăng Hồ Chí Minh đó, tại sao không quả táng, không an táng mà tại sao vẫn còn trình hình như đó? Nó tại sao mà bây giờ người ta tại sao là bắt phải an táng, mà trong khi cái lăng Hồ Chí Minh vẫn còn ngay đó, luật pháp gì mà cho phép ông Hồ Chí Minh gọi là nằm trình hình ngay giữa lăng Ba Đình như vậy? Nghe, mời quý anh chị em nghe tiếp nha. Theo quy định thì chúng ta không có thể để một là ảnh hưởng tới gia đình, ảnh hưởng tới môi trường xung quanh, rồi kể cả cái tập tục tập quán của người Việt Nam mình nữa. Cái gì thì chúng ta cũng phải ở mức độ nào khác. Bởi vì đau lòng lắm, nói thiệt, nghe mấy cái này rất là đau lòng nữa. Nói là tập quán của cái dân tộc Việt Nam mình mà để cái lăng trình đình ngay chỗ Ba Đình, vô lý vậy, dễ sợ luôn. Nó đi ngược lên cái tập quán, cái phong tục của cả một toàn nước như vậy, rất là vô lý. Cái thứ hai,
Cái thứ hai là cái việc mà anh tự sát hay là có dự án hành người khác thì rõ ràng con đã trả lời gia đình là anh Nguyễn Tấn tự sát, chứ hoàn toàn không có cái sự tác động. Nói thật đó, nói mà nghe cái chuyện mà tự sát đó rất là mắc cỡ. Một cái con dao đó, cái con dao này là cắt phong bì. Một con dao cắt phong bì thôi, chứ nó không phải là cái con dao gì mà ghê gớm lắm. Mà làm sao mà nó bén đến nỗi mà cắt gọi là hai phần, nói là hai phần ba từ phía bên đây qua bên đây 2/3. Mà cái cổ đó chỉ còn có nó còn có 2 tấc nữa là nó đứt rồi, mà cắt sâu như vậy đó. Mà mình biết đó, cái con dao đó khi mà mình đụng đến cái da đó nó khó cắt ghê lắm. Mình cắt thịt heo thịt bò rồi mình cũng biết nữa. Nó không phải là dễ cắt đâu. Cái da nó có cái tính đàn hồi, để khi mà cái con da phải thiệt là bén, chứ không phải mà con dao mà bình thường như vậy mà cắt cái cổ được dễ dàng như vậy đó. Mình thấy đó, mình thấy có thể rằng là anh Tấn đó đã bị giết rồi, đã bị giết trước rồi. Tại vì cái đầu á, cái đầu mà nó mềm á, cái đầu nó mềm đó là bị đánh rồi. Bị đánh bằng cái nó có thể nó để cái mền á, cái thuật của cái tù công an là vậy. Nó có lấy cái mền mà nó lấy cái búa nó giọng vô đó, thì nó cái sức mà cái sức của cái búa đó nó đập nát cái ốc luôn, là chỉ chết thôi. Thành ra nó mềm và nó bị lủng một lỗ nữa, nó lủng một lỗ trên đầu nữa. Là khi đó là coi như là lúc mà công an mà nó bạo hành, nó tra tấn như vậy rồi đánh chết rồi. Khi đánh chết rồi thì bây giờ nó nghĩ tìm cách nó chạy tội thì nó không biết làm như thế nào. Rồi nó bỏ quên cái con dao. Mà ba người tham gia trong cái vụ mà điều tra, một cái ông thiếu tá và một cái ông chuẩn quý, đại khái là vậy, và một ông ghi chép gì đó, thì ba người đó bỏ ra khỏi cái phòng điều tra hết, rồi để cho anh Tấn ảnh tự tử như vậy. Mình thấy quá vô lý luôn. Mà mình nói thiệt đó, mà anh Tấn là cầm tay trái nữa, tay trái mà cầm con dao, làm sao mà mình cứa ở đây rồi làm sao mình cứa phía bên đây được nữa. Mình cứa hai bên hết rồi làm sao mình cứa được bằng một cái tay của mình được, mà làm sao mình tự tử được. Rất là vô lý. Rồi chị Vy nghe, mời quý anh chị nghe thêm nha. Động người khác gây ra cái chết này, bởi vì hình ảnh thì gia đình đã xem rồi, đúng là cái hình ảnh chiếu qua cái laptop thì nó hơi nhỏ. Sau này chúng tôi sẽ mời gia đình thì chúng tôi sẽ chiếu lại hết cái đoạn mà từ khi làm việc cho đến khi mà dẫn đến việc tự sát. Về phía cơ quan công an thì chúng tôi thấy rằng cái hậu quả này có trách nhiệm của cái lực lượng. Ở đây TV26 muốn chia sẻ một chút, đó là làm sao mà những cái lời TV256 nói đó, mời gia đình đó phải đòi xem cái bản án mà tạm giam đó, là lấy cái lý do gì để bắt người ta, hiểu không? Và cái bản cung á, bản khai cung đó là công an nó điều tra trong mấy tiếng đồng hồ đó, họ đã viết gì và họ đã record đó, là thâu âm những lời khai như thế nào. Mình phải cần những cái bằng chứng như vậy mình mới làm việc được, chứ không phải lơ tơ mơ được. Dạ, mời quý anh em nghe tiếp. Tại vì cô chưa nói cái chuyện mà có tội hay không có tội của anh Tấn. Anh em điều tra viên đã quá mất cảnh giác khi sử dụng cái dao này để gọc cái niêm phong mà qua cái đồ vật mình nghi có liên quan đến hành vi của anh á. Gọc giấy thôi. Sau khi gọc xong là mấy anh bỏ lại trong cái cặp. Dạ. Bỏ lại cặp dạ. trước mặt của anh Tấn. Anh Tấn thấy. Rồi sau đó bỏ ra ngoài.
lẽ ra theo quy định là phải có người ở thường xuyên đó, nhưng mà hai đồng chí điều tra viên và một cán bộ điều tra viên bỏ ra ngoài hết. Đây là cái sơ hở dẫn đến cái chuyện ba người bỏ ra ngoài. Cái việc mà mặc đồ tại sao chưa có tội mặc đồ vậy theo quy định á, và những người bị tạm giữ tạm giam khi vào đại tạm giam đều phải có mặt cái đồng tiền đó để cán bộ ra ngoài. Xạo, cái đó xạo, cái đó nói xạo. Sau này đó TV hiểu hiểu luật pháp của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa đó là không có cho bằng đồ tù nhân nữa khi mà người ta chưa tội. Sau này luật pháp nó đã thay đổi rồi, cái người mà chưa có tòa án kết tội là không bao giờ được phép gọi là bắt buộc người ta phải bận cái áo tù nhân. Ông này cũng nói láo. Chứ không phải mặc cái đồ đó có tội và mặc đồ khác mà cái này đúng chứ rồi chết trong những người còn nói gì để quy đổ bộ các bạn mình trong phòng tạm tạm giam hay là phòng điều tra, bất cứ những vật liệu gì nhọn hay bất cứ những vật liệu gì mà có nguy hại đến tính. Đây là người em nha, người em của nạn nhân đó, người em gọi là phỏng vấn trực tiếp với ông phó giám đốc. Mạng đến người điều tra cũng như là tội phạm là phải là chắc ở ngoài hết, sao mà không có không hiểu tại sao mà phải có cái dao trong phòng tạm giam. Chú giải thích cho con cái điều đó, con hiểu. Như tôi nói với anh á, đó này là lý do mà cán bộ điều tra viên đem cái dao này vô, vì dao chắc là gia đình lớn chú chị đó. Dao rọc giấy đó. Dao rọc giấy. À, đó là giờ lại. Nói là sao? Vô con nhiều mẹ vô đi con. Thì làm cái gì làm được. Khi mà khám xét nhà người ta thăm ra, thì anh em có sử dụng cái băng keo và cái chữ ký của ông Nguyễn Hữu Tấn á để dán vào cái gối niêm phong. Mà băng keo thì anh em có thể không dùng tay xé được, mà do đó là các anh có lấy cái dao mình rọc niêm phong. Rồi sơ ý bỏ lại, lẽ ra nếu sách cái cặp ra là không có chuyện, anh em bỏ vô cặp. Rồi sau đó là cái dao này cũng là cái vật mà chúng ta phải dùng người khác. Nếu nói về quy định nha, nói đó, nếu chúng tôi kiểm tra ở mức độ nào đó thì cán bộ điều tra ở trong cái trường hợp này là có vấn đề vi phạm. Tuy nhiên không phải để cái đó để rồi tạo điều kiện hay là xúi dục ảnh thường xác là không phải, là vô tình, do cái trách nhiệm. Ở đây TV 256 muốn chia sẻ với quý anh chị em có một cái trường hợp rất là đặc biệt. Nếu mà cái anh mà mấy cái anh điều tra viên đó mà họ có thể họ ép buộc được cái nạn nhân phải tự tử. Thì họ ghê gớm lắm, mấy cái tên cộng sản họ ghê gớm lắm. Họ nói đó có thể họ ra một cái điều kiện, nếu á mà anh đó mà không có nghe theo đó thì cả gia đình anh sẽ bị chết hết, chúng tôi nói là chúng tôi làm đó. Thí dụ mà cái anh mà điều tra viên ổng chỉ hăm dọa như vậy thôi thì cái ông này đó, người nạn nhân này là chỉ có tự tử thôi. Có thể ông tự tử thiệt, nhưng mà ông tự tử là để ông cứu cả gia đình. Tại vì ông rất là hiền lành và rất là theo lời kể mà những người trong gia đình, vợ con đồ đó nói là ông rất là hiền lành, mà ông là người tu hành và ông gọi là bán gọi là hủ tiếu chay, cháo chay đại khái đó, ông làm rất là hiền lành. Thành ra đó mà ổng không có rành về cái vấn đề mà luật pháp, không có rành về lời hăm dọa. Và ổng sẵn sàng, ổng chết là ổng chết, chứ để, cái chết của ổng để mà cứu gia đình. Có thể xảy ra lắm, chứ không phải là không. Nhưng mà qua cái lời hăm dọa của cái tên công an điều tra, hoặc là sự thật, đến giờ phút này chúng ta không có thấy được những cái hình ảnh trong tất cả các vụ án đó, là chúng ta cần phải thấy rất là nhiều cái hình ảnh. Bên Mỹ này mà bất cứ vụ án nào là người cảnh sát họ chụp hết tất cả hình ảnh
và công bố ra cho báo chí biết nữa. Thí dụ nó họ cần công bố thì họ công bố. Chứ trong đây chỉ nghe lời nói không đó thì hoàn toàn là mình không thấy sự thật nó nằm đâu. Mời quý anh chị em nghe ông phó rồi là giám đốc công an nói nha. Tính chất khám nghiệm như thế nào, cái việc xử lý như thế nào thì chúng tôi sẽ tiến hành làm rõ, và cái kết quả xử lý chúng tôi sẽ thông báo cho về trách nhiệm của ai. Đúng rồi, còn mỗi cái người cao nhất mà lãnh đạo trong trại giam đó quản lý như thế nào, quản lý nhân viên của mình, nhân viên được giao của mình như thế nào mà để lọt vô đó được không? Bây giờ vậy, cái trại tạm giam thì chỉ có trách nhiệm quản lý người có lệnh bị tạm giữ tạm giam. Đồng chí Lê Văn Hoàng nha, anh chị em, là đồng chí mà trưởng phòng nữa nha. Ông phó giám đốc, chúng ta ghi nhận những cái tên như vậy đó để sau này chúng ta làm rõ thêm nhiều vấn đề. Đồng chí Khải với đồng chí Ngưỡng nha, đồng chí Ngưỡng nữa nha, ba người. Anh hãy tôi sẽ có trên mạng, tôi gửi cho anh nha. Có gì đâu, con hỏi cho rõ gì thôi, con làm việc không có gì cho nên chú hỏi cho rõ ngày đó mà. Dạ, giấy tờ hiện nay còn hết. Mấy cái lệnh á, mấy cái lệnh mà giữ á, có tên trong đó. Em chỉ hỏi hai người nhân viên điều tra đó thôi. Thì đó là cái người ký lệnh bắt là như chỗ chứ mà. Lê Văn Hoàng, Khải với Ngưỡng, Lê Văn Hoàng với Khải với Ngưỡng, ba người. Là điều tra viên, anh Ngưỡng là thượng quý, là cán bộ điều tra. Thượng quý. Hai người được phân công tiến hành ghi lời khai, cái lời khai của anh Nguyễn Hữu Tấn cho buổi sáng. Còn cái việc mà quản lý trại giam thì má anh là trại tạm giam chỉ có nhiệm vụ là quản lý người có lệnh tạm giữ thì đưa vô, có người có tạm giam thì đưa vô, phạm nhân được giữ lại thì quản lý. Còn cái việc ra vào trại giam đó thì phải có nội quy định, cán bộ điều tra viên mang cái dao này vô là hoàn toàn không phải là cái vật cấm, không phải vật cấm, vật cấm đối với các phạm nhân nhưng mà không phải là vật cấm với cán bộ, cho nên đi anh em mang vào là ok. Nhưng mà anh em sơ sức cái chỗ là trách nhiệm lẽ ra không để những hung khí nguy hiểm ở trong phòng kia mình dám. Còn sơ sức cái đó thì trách nhiệm chúng ta là dạ, dạ. Một cái một điều nữa là trong khi dạ. Trong phòng điều tra là ba người, bốn người là không tính anh con, không tính anh con, hai người nhân viên điều tra với một người cán bộ của mình chúng là tổng cộng là ba người, với anh con là bốn người. Mà trong khi đó mà sao mà điều tra mà đi ra một người ba người, con chú cho con giải thích cái chuyện mà đi ra một người. Anh là bữa đó làm việc là có đồng chí trưởng phòng là Lê Hoàng, thì sau khi là đã làm việc xong thì anh Hoàng giao lại cho điều tra viên người ký lệnh khai của anh Vũ Tấn và giao cho anh Cải. Và cái người ngồi bên cạnh đó là anh Ngưỡng đó, là chịu trách là cán bộ điều tra đó, là chịu các cái thiết bị khác, ví dụ cần thiết là ghi âm ghi hình, thì anh Ngưỡng có mặt ở đó thì với cái nhiệm vụ đó. Đó quý anh, quý anh chị mà thân nhân của nạn nhân đó, nên đòi hỏi cái cuốn ghi băng, cái cuốn ghi băng mà điều tra đó, cuốn ghi băng ghi hình rồi đó, là cần những cái mà tài liệu điều tra đó mới là xác thực được, là trong những cái lời điều tra của người công an nói cái gì mà để ảnh phải hành động gọi là tự tử như vậy. Là nó có những cái mà mấu chốt của vấn đề là người ta tự tử vì cái lý do gì, chứ không phải là tự nhiên đến đồn công an là tự tử, hiểu không? Thành ra phải điều tra rồi là không thể nào mà nó chạy được hết á. Nếu mà
nó những cái lời mà khai nó là rất là quan trọng nha. Rồi TV mời quý anh chị nghe thêm. Còn lúc nãy ra thì anh Hoàng đã không còn ở đó, chỉ còn anh Khải và anh Lưỡng. Anh Hoàng, anh Khải, lý do ra là anh Khải đang làm việc ở đó thì có cú điện thoại của lãnh đạo cơ quan đơn vị ra hỏi tình hình ở đó, thì anh bước ra ngoài anh nghe. Ngay cái chỗ này đó cũng là nguy hiểm lắm. Ngay cái chỗ điều tra mà có lãnh đạo gọi là an ninh ở trên mà gọi xuống. Gọi xuống rồi để mà làm sao để mà thanh toán cái người này, giết cái người này bằng mọi giá. Bởi vì đó có những người người ta nghĩ rằng đó là anh Tấn này đó là bị gọi là cái bọn mà Trung Quốc á, bọn Trung Cộng đó, nó giết, nó thi hành, nó giết. Cải còn đang ngồi nghe ngoài đó thì anh Tấn là xin thuốc hút. Thì chính điều tra viên anh Lưỡng mới đưa điếu thuốc cho anh Tấn tự quẹt đốt thuốc hút. Xong anh Tấn yêu cầu là do cho nước uống. Thì trên cái lúc mà hút thuốc thì anh Lưỡng ra ngoài luôn. Tại cái phòng hổ cung là nó có một dãy hàng ba, cái hành lang bên ngoài. Thì nó hiện trên cái màn ảnh đó. Và lúc đó là 10 giờ 57 phút. Thì anh Lưỡng ra khỏi phòng trong vòng tích tắc của mấy phút thôi. Đó, thì khi anh Lưỡng ra đó thì ảnh thấy rồi anh đi vòng lại không biết thấy đó. Không mấy phút không chứ tích tắc có mấy giây gì vậy là không thấy để cho nó thôi. Khi chỉ biết cho đến khi anh ngã ra rồi thì có mấy phút thôi. Anh lấy vào. Còn cái chuyện mà gia đình nó thấy không có phải anh không thì chuyện này chúng tôi sẽ làm rõ là làm cái hàng mà ảnh lớn hơn, nó rộng hơn. Dạ, thì qua cái sự việc chúng ta thấy là lúc mà 2 giờ khi mà bắt ảnh rồi từ 2 giờ tối mà tới 11 giờ mấy đó, 11 giờ mấy sáng đó là điều tra cũng 9 tiếng à. Mà không biết có ngủ hay không mình không biết. Con lên một cái câu này. Em của con á là nó rất là hèn. Ở đây nó bưng từng hũ tí chai nó đi bán. Con chuột nó không dám đập mà không dám giết mà. Nó rất là nhát. Mà không biết lý do nào mà em con nó có cái can đảm như vậy. Em cũng là nó cắt từ bên đây qua tới bên đây đứt cũng hồng. Rồi chở ở đây từ bên đây qua bên đây đứt cũng hồng. Đi một cái nhát đây là cái nữa xuống nữa. Máu thì ra hai lỗ tai, còn đầu thì bên tay phải này nó mớp vô một cái nhát ngay chỗ cái bàn tay. À, quý anh chị em thấy để ý không? Thành ra đó hồi nãy TV 256 nói đó là anh Tấn đã chết rồi. Nó bị đập cái đầu mà mềm xèo á, gọi là cái xương nó nát hết rồi, cái ốc cái xương nó nát hết rồi, thành ra rờ cái đầu nó mềm xèo à, là xương nó nát hết rồi. Và họ đó, họ giết ảnh đó là bằng cái mền. Cái mền họ che lại rồi họ lấy cái búa họ đập vô thì ở trong đó là xương ốc rồi tan nó mềm hết. Thành ra đó khi mà mềm đó, khi mà đập cái ốc á thì tự nhiên đó máu nó trào ra ở hai lỗ tai. Máu nó trào ra hai lỗ tai, đó là cái bằng chứng mà cái hình ảnh người ta thấy như vậy. Làm sao mà chạy tội được? Hiểu không? Là nó đã chủ trương là đã giết anh Tấn rồi. Giết anh Tấn chứ không phải là tra Tấn đâu. Tra Tấn là khác à. Cái này là dùng búa mà để mà gõ vô đầu á. Mà qua cái mền á. Thì chúng ta biết là cái lực nó đi vô ốc luôn á. Thấy dùng cái vật mềm á. Con không biết lý do nào mà em con nó đem như là nó đang đã là nó thật tại giữ dằn trong vòng trong cái 24 tiếng hồ từ khi nó bị bắt giờ nó tới nơi báo tin là nó chết là không đầy 24 tiếng hồ mà em con lại như vậy con
đau lòng thà con chết thế con đi, đừng để con nó chết. Không, ta nói là trên đầu là hoàn toàn là không có tư tích. Sáng là quá trình anh té. Thì tại vì chuyện đó anh sẽ thấy cái gì sao con đi chứ không phải con. Ông nói á, cái ông phó giám đốc công an này là nói là ông Tấn á, ông khi mà ông cắt cổ ông bị té rồi cái đầu nó có một cái lỗ đại khái là vậy, nhưng mà ông không có cắt nghĩa là tại sao mà cái đầu nó mềm. Cái mềm đó là cái mới ghê gớm á, nó mềm nó cái xương cái ốc rồi nó tan nát hết rồi, một cái búa mà nó gầm giọng xuống rồi không chịu gì nổi. Cây búa mà nó qua cái tấm mền, nó qua cái tấm nệm, mà cái đó mới giết người, mới độc đáo đó, là không có thấy vết thương, không có thấy chảy máu. Nhưng mà cái sức mà lực ở trong mà vật lý mình học đó là nó đánh nát cái bộ sọ. Nó ghê như vậy đó. Mà hoàn toàn mình thấy da thịt không có bị gì hết á, nhưng mà phía trong là nát hết. Cái chán mềm nữa. Mà con can đảm giữ như thế, mà con người mà chỉ có còn những con thấy theo như con Đức khẳng định là còn có cái bản này ở đằng sau này thôi. Mà Đức hết trơn gì đó. Chúng tôi sẽ chứng minh cho gia đình. Tức là từ lúc 7 giờ 10 mấy phút thì chúng tôi sẽ cho gia đình xem hết, cho đến khi tới 10 giờ là 11 giờ là cái việc tự sát diễn ra, chúng tôi sẽ cho gia đình xem hết. Để thấy rằng không có trường hợp nào, không có ai mà bước tung đến đập nhục mình gì trong này hết. Chúng tôi sẽ cho gia đình xem hết cái đoạn này. Thì báo chú là nếu mà nói thời gian thì chú không thể nào lâu được. Chúng tôi cũng cho phép là mình kéo dài thời gian, bởi vì cái thi thể đang nằm ở trong cái điều kiện đó. Cho nên chúng tôi chỉ trong con ngắn thôi. Còn cái vết tích ở trên đầu có hay không thì pháp y người ta sẽ kết luận cho chú nha. Tại vì nói ở đây thì cháu nó có vết chảy. Rồi em con này nó như gì này. Cái đau khổ tôi đã chứng kiến rồi bệnh rồi anh. Dạ. Tôi với chú đây ngồi chứng kiến cái này nó còn. Thì cái người em đó chụp cái tấm hình rất là lớn, lớn lắm của người anh mình đang nằm chết đó, thì chụp rất là lớn để cho cái ông phó giám đốc công an thấy. Còn thấy cái này may lại đấy. May dạ, rồi, may nó hở. Chứ kia nó hở ra, dạ. Nó đóng thân gì dạ, đó, dạ, đúng. Nó mới ghê nữa, mà dưới nằm cái gì cũng máu. Cái hình nó hở ra, nó không có dạng. Sao cái này may rồi, nó còn ít. Mà em con chuột nó không dám giết mình. Mà nó sao mà không biết nó sẽ can đảm như là chú nói. Rồi tôi sẽ chứng minh anh cái chuyện đó tôi giải thích được. Thì tâm trạng của anh lúc đó thế nào thì chúng tôi giải thích được. Không giải thích được. Chúng tôi sẽ chứng minh ảnh tự cắt. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm đó. Chứng minh là ông chịu cắt là chúng tôi chịu trách nhiệm. Tôi bố trí một ngày nào đó sau khi gia đình lo ứng sự xong, chúng tôi bố trí cho gia đình tôi toàn bộ từ đầu đến cuối cái quá trình này. Dạ dạ, giữ yên tâm đó. Dạ, đại khái là cái câu chuyện nó xảy ra như thế đó quý anh chị em. Và hiện giờ đó là công an bao vây toàn khu vực đó hết. Không có cho bất cứ người nhà, người quen, người thân nào mà đến thăm cái gọi là thăm mộ, thăm cái quan tài hết đó. Không có cho một người nào vào hết đó. Mà bao vây cứ hết thì không biết là người mà đi ra đi vô thì làm sao đó. Chứ không có người mà ở ngoài mà vào nhà được. Công an bao vây hết, chặn hết, là sợ cái vấn đề mà nó người dân mà quá tức giận đó, nhờ người dân biểu tình đó. Chúng ta nhớ rồi là vụ mà ở bên Mỹ đó, nó có cái vụ là Rodney King á. Rodney King là cái anh Mỹ đen thôi, mà khi mà đoạn băng đó người ta thâu được đó, từ ở trên cái nhà lầu người ta thâu xuống dưới, người ta thấy bốn anh cảnh sát rồi là đánh một cái anh Mỹ đen, đánh bằng cái cây ba trắc á,
Thì khi mà ta thâu được cái đó rồi đó là dân chúng Mỹ đen bùng nổ liền. Đưa lên trên mạng rồi đó là đưa trên cái đoạn video trước trước đó rồi là đó, người dân Mỹ đen kéo xuống đường khắp nơi hết. Từ cái vùng mà Los Angeles đó, vùng mà anh Rodney King ở đó, người Mỹ đen phóng hỏa hết, đốt hết tất cả những hàng quán đồ của Mỹ trắng đồ của đại hàng cũng đốt luôn. Rồi là trong cái lúc đó là nó khủng hoảng kinh hoàng lắm, nó là cả ngàn đám cháy luôn, ghê như vậy đó. Người Mỹ đen đó họ thấy mà cảnh sát mà hành hung người Mỹ đen của họ đó, mà bốn người cảnh sát mà đánh người ta không có khả năng tự vệ đó, không có khả năng tự vệ mà đánh người ta như vậy đó, là người Mỹ đen nổi nóng liền là chơi đốt hết gọi là mấy chục ngàn căn nhà hàng rồi đốt hết, đốt mà đập phá hết cửa kính rồi, mình thấy nó kinh hoàng lắm. Rồi tổng thống Bush phải gửi quân đội đến để mà trấn an, để mà giữ gìn an ninh hết. Rồi lúc đó rồi cái bạo loạn nó mới không có xảy ra, mà hoàn toàn là không có truy tố nha, không có truy tố, coi như là cái đó là nhiều người làm quá thì không có truy tố, coi như là cái giận của người Mỹ đen như vậy, hoàn toàn không có truy tố ai, đập phá rồi toàn bộ Los Angeles. Cái trường hợp này đó nó cũng có thể là nó gây xúc động rất là nhiều người và người ta chịu không nổi. Và TV thấy hiện tại ở trên YouTube này đó, ở trên Facebook cũng vậy, rất là nhiều người lên tiếng về cái trường hợp này. Người ta căm phẫn lắm, người ta tức lắm. Mà bây giờ đó, nếu mà nói là lấy cái lý do mà tự sát á, thì tại sao dẫn đến tự sát? Đâu phải về đồn công an là tự sát, mà chuyện này nó đã xảy ra rồi là hàng mấy trăm lần rồi, đến đồn công an là chết. Cái chuyện nó đã xảy ra rồi, báo chí người ta đã đăng, chính là Trần Đại Quang là lúc đó là điều trần trước Quốc hội Việt Cộng, là công bố cái con số là 262 người chết trong đồn công an. Mà trong vòng chỉ có 3 năm thôi nha quý anh chị em, là từ năm 2011 cho đến năm 2014 thôi, 262 người. Ghê gớm luôn. Mình thấy người công an gọi là quyền hành quá xa rời, muốn giết ai là giết, rồi giết xong rồi cái ký hô là treo cổ. Bộ chỗ mà tù đó rồi muốn treo cổ được là treo cổ hết. Người ta làm một cái nhà tù người ta phải ngăn ngừa đủ thứ, chứ đâu phải là muốn treo cổ là treo cổ, rồi muốn giết nhau là giết nhau đâu. Tất cả toàn là mưu mô bá đạo đó, nó vui và tra tấn. Thành ra nó nói là luật pháp của thằng Việt Cộng, nó nói là nó là có những người điều tra viên rồi là xuất sắc nhất thế giới, nó phá án rất là nhanh, nó phá án chỉ trong vài ngày là nó xong rồi, nó phá án bằng cách nó tra tấn chứ không có gì đó. Nó tra tấn hả? Không có tội đánh cho có tội, mà có tội là đánh cho chừa đó. Cái luật của nó là vậy, cái luật của mấy người công an là vậy, mà ý là nó đã ký vào cái công ước chống tra tấn đó. Năm ngoái năm kia gì nó ký vào công ước chống tra tấn đó. Mà nó ký thì nó ký thôi, nhưng mà khi mà người ta ký đó, một cái quốc gia mà người ta ký đó, người ta công bố là nhà nước đã ký về cái công ước chống tra tấn để mà báo cáo cho Bộ Công an, báo cáo cho những cái nhân viên công an cấp dưới để mà biết
Nó không bao giờ nó công bố hay gì hết. Nó ký gì ký thôi. Nó ký là cái ông chủ tịch ông ký thôi. Chủ tịch nước ông ký thôi. Hoặc là ông thủ tướng ông ký thôi. Nhưng mà nó ký là nó âm thầm. Nó không có công bố cho tên công an nào biết hết. Thành ra đó, công an nó có nghĩ là nó có quyền. Nó có quyền nó tra tấn. Và bao nhiêu người chết nó không ké. Chết quá, chết nhiều quá thì nó nói rằng là treo cổ. Rồi tự tử. Đó, tự tử rồi cầm dao cắt cổ, cắt là 2/3 cổ luôn. Khốn nạn không? Mình thấy sự việc này nói thiệt đó, nó tức lắm. Tức không thể tưởng tượng luôn. Nó cái kiểu mà nó gọi là mình tra tấn là mình đã ghét rồi. Bây giờ cái thế giới này đó, không có ai mà sử dụng cái vấn đề tra tấn hết đó. Người ta mà công an mà người ta điều tra giỏi đó, là người ta khuất phục được hết đó. Đừng có nói rằng anh nói láo là người ta không biết đâu. Công an mà giỏi là nó đủ thứ cái cách để mà nó bắt mình phải khai sự thật hết. Đâu công an gì mà lưu manh quá vậy. Công an mà để cho tự nhiên ở trong phòng điều tra rồi để cho cái người nạn nhân đó người ta tự động người ta tự tử. Biết bao nhiêu người đến đồn công an là ký có cái tin là tự tử. Khốn nạn cái chế độ này đó. Mà nó cái gì nó tiếp diễn ngày này qua ngày khác vài thôi. Và không bao giờ nó thay đổi được hết. Vẫn tiếp tục tra tấn đồng bào mình như vậy. Mình thấy mình chịu không nổi đâu. Đó mới cái vụ mà xảy ra mà ba cô mà bị mấy anh thanh niên mà đánh đó. Rất là tàn nhẫn rồi lại là đưa lên cái Facebook nữa. Và đưa lên tự nhiên à. Mà họ không bị gì hết. Coi là họ chọc tức không? Thử hỏi cái đất nước này còn luật pháp hay không? Hoàn toàn không có còn luật pháp nữa. Họ đánh người tàn nhẫn rồi họ đưa trên Facebook rồi họ ung dung tự tại thôi. Không có ai bị bắt hết. Công an anh làm cái gì vậy? Công an anh lấy cái tiền thuế của dân mà anh gọi là không có làm việc gì hết thì không có bảo vệ người dân nữa, bảo vệ ba cái người phụ nữ mà bị đánh tàn nhẫn nữa. Các anh làm cái trò gì vậy? Nó đến lúc rồi đó thưa quý anh chị em, khi mà cái chân mà luật pháp mà nó sụp đổ rồi đó thì nó ghê gớm lắm đó. Cái mà ghê gớm nhất là cái chân mà luật pháp mà nó sụp đổ rồi đó là một cái đất nước vô luật là ai muốn giết ai cũng được. Thì lúc đó là cuộc đời của mấy anh đó, nói thiệt đó, người dân không có tha đâu. Đang cố nối kết lại. Đánh mà tàn nhẫn. Nói thiệt đó. Phỉ nhổ vào cái lá cờ tổ quốc của mình. Chính những cái tên mà gọi là cờ đỏ sao vàng mới là phản động. Những cái tên mà cầm cái lá cờ đỏ sao vàng mới là phản quốc. Nói thiệt mình thấy mấy cái em trẻ đó, mình cũng hiểu nó là cái nạn nhân. Cái nạn nhân của cái chủ nghĩa cộng sản. Nó dễ lắm. Nó dễ cho mình biết
mình là nạn nhân. Mà tại vì các em không có suy nghĩ ra. Các em nghe những cái lời mà gọi là hối thúc rồi để mà bảo vệ cái xã hội chủ nghĩa. Nó đâu có cái gì khó đâu mà lại không biết rằng là mình bị lường gạt mấy chục năm nay. Mình dòm cái loa phường là mình đã biết nó lường gạt mình rồi. Cái loa phường nó ngày nào nó cũng lên tiếng hết là nó đầu độc mình rồi. Phải không? Rồi tivi nó nói hoài nó cũng đầu độc mình rồi. Tivi nó cũng nói một chiều, rồi radio nó cũng nói một chiều. Rồi báo chí nó cũng nói một chiều. Rồi khi mà mình còn nhỏ đó, từ 3 4 tuổi đó đến 5 7 tuổi đó, lúc nào nó cũng nhồi vô trong đầu mình là Hồ Chí Minh rồi Mao Trạch Đông, thờ Stalin rồi thờ Mao Trạch Đông bất diệt, đại khái là vậy. Nó nhồi sọ mình đủ thứ hết là mình mà mình không thấy được sự thật. Mình cứ nghĩ rằng là mình là người yêu nước. Những đứa mà xăm mình đó, mà hôm cái vụ đó xảy ra đó, họ đưa cái clip lên trên đó, họ nghĩ họ là yêu nước và họ đánh những cái người, ba người phụ nữ đó là ba người đó là phản quốc. Họ không hiểu. Sự thật họ không hiểu. Chứ nếu mà hiểu đó, họ hiểu được những cái hành động đó là hành động phản quốc thì họ đã không làm. Họ cứ nghĩ là hành động đó là hành động yêu nước. Mà họ hoàn toàn đó, họ không biết được cái lá cờ đó là cái lá cờ của tỉnh Phúc Kiến. Cái lá cờ 100% là của tỉnh Phúc Kiến. Và cái lá cờ vàng ba sọc đỏ là lá cờ tổ quốc. Lá cờ có từ thời Hai Bà Trưng rồi. Trên cái căn bản là màu vàng. Màu vàng là cái nền tảng của đất nước mình. Có từ thời Hai Bà Trưng, Bà Triệu. Rồi sau này là có cờ lao tập trận là vua Đinh Bộ Lĩnh đó. Cũng là lấy cái màu cờ lao, cái lao nó cũng màu vàng đó. Từ thời xa xưa của ông bà của mình đó là lấy cái nền tảng căn bản là cái màu vàng. Đầu voi phất ngọn cờ vàng. Cái câu trong mà gần 2000 năm, trên 2000 năm gần á, thời đó gần 2000 năm thì đúng hơn. Năm 23 trước Công nguyên. Là mình đã có cái câu đó từ lâu rồi. Đầu với phất ngọn cờ vàng là mình có lâu rồi chứ đâu phải là mới đây đâu. Mà cái cờ vàng ba sọc đỏ là có từ vua Thành Thái là quá đúng luôn. Nó là cái cờ tổ quốc của mình đó. Mình không có tôn trọng mấy cái cuồng hồ cuồng đảng đó. Họ không cần đọc, nó nhiễm ở trong đầu họ rồi. Họ trở thành giống như cái người máy robot vậy đó. Họ cứ nghĩ mình nói láo với họ. Họ không thèm mở mắt ra. Thế mà bất cứ ai đó mà mang cờ vàng ba sọc đỏ là họ cho là cờ ba que, cờ phản quốc, phản động. Đụng đến Hồ Chí Minh là phản động. Sự thật đó là họ không muốn nghe mình nói nữa. Họ không muốn nghe mình nói nữa. Chứ sự thật ra đó, họ muốn nghe mình nói thôi. Và họ tìm hiểu thì họ đã biết sự thật rồi. Họ biết sự thật rất là rõ là cái tên Hồ Chí Minh là cái một tên gián điệp tàu. Bằng chứng nó đã phơi bày ở trên Internet rồi. Nó đủ thứ bằng chứng hết rồi. Nó không có chạy đâu được hết. Và cái cờ đỏ sao vàng là cái cờ của tỉnh Phúc Kiến mà Hồ Chí Minh gọi là đem lợi. Chứ không phải là người dân Việt mình mà tạo ra cái lá cờ đó đâu. Không phải vậy. Mà nó cuồng hồ cuồng đảng, nó đâu có hiểu. Nó đâu có hiểu việc làm của nó là phản quốc đâu. Thành ra đó,
phải nói nó cũng là cái nạn nhân của chế độ cộng sản đó. Sự thật á, chẳng có ai mà muốn giết nó hết á. Nó cũng là chỉ là một cái thanh niên gọi là không có hiểu về lịch sử, một cái thanh niên cũng là nạn nhân của cái chủ nghĩa cộng sản này. Nhưng mà những cái hành động của nó đó, nó làm căm phẫn mọi người, nó làm căm phẫn rồi là cả nước luôn. Thành ra mình không có biết đoán được đó, mình không có đoán được cái cơn mà thịnh nộ của người dân đó. Chứ sự thật mấy em đó cũng là mình thấy nó cũng là nạn nhân thôi. Một cái chủ nghĩa nó tàn độc quá mà, nó dạy con người từ nhỏ xíu là phải bắn giết nhau rồi. Nó dạy con người rồi là phải kính trọng yêu thương Hồ Chí Minh như thế nào rồi. Rồi nó đâm ra rồi nó cái đầu óc nó chỉ như đó thôi. Rồi suốt ngày nó cứ nói là bác với đảng, bác với đảng. Rồi nó cái đảng nhà nước, đảng nhà nước, đảng nhà nước. Rốt cuộc đó, bác quyền lực cũng như đảng, mà cũng quyền lực như nhà nước. Ba cái ngôi này nó quyền lực như nhau đó. Thành ra người dân đụng đến là chết. Người dân là không có được đụng với bác nè, không có được đụng với đảng nè, không có được đụng với nhà nước nè. Thành ra nó dùng cái Hồ Chí Minh để làm cái tấm bình phong, để mà nó tiếp tục quyền hành cho đến muôn đời luôn. Cho đến muôn đời luôn đó. Cái thằng cộng sản nó ghê gớm như vậy đó. Bây giờ nó dùng, sử dụng tất cả mọi gọi là phương tiện để mà bảo đảm cái quyền hành của nó. Dù là tội ác cách mấy nó cũng làm. Tội ác cách mấy nó cũng làm, nó không có lo đâu. Tại vì cái thằng nào đó nó có cái đảng. Cái đảng giống như cái môn bài vậy đó. Cái môn bài gọi là bất tử của nó. Môn bài miễn tử đó. Môn bài giống như thời mà vua mà cho là môn bài là miễn tử đó. Đâu có thấy thằng đảng nào mà bị xử tử hình đâu. Lâu lâu đó, chúng ta mới thấy có vài thằng đảng cũng như Vũ Xuân Trường đồ này nọ mới tự xử tử hình đó. Trong khi đảng đó là nó không có qua tòa án đâu nghe. Rồi mấy thằng mà đảng đó mà nó làm tội ác là nó cũng không có, ít có thằng nào qua tòa án. Nó qua rồi là cái xử lý cái gì chính trị nội bộ không à. Bây giờ tội ác nó cách mấy đó, giống như cái tên mà bí thư thành ủy Sài Gòn đó. Hiện bây giờ nó xin gọi là điều tra ra là tội ác tham nhũng của nó quá sát trời luôn đó. Đinh La Thăng đó, nó tham nhũng đủ thứ hết đó. Mà sự thật đó không phải có mình nó đâu, nó toàn bộ Nguyễn Phú Trọng đồ này nọ nó nằm ở trong đó đó. Tất cả những cái thằng đó là thằng nào lại không tham nhũng. Đâu có thằng nào mà không tham nhũng đâu. Thằng nào cũng bạc triệu đô la hết trơn rồi. Phải không? Tại sao chuyện mà nó làm đã có chục năm trước rồi. Đinh La Thăng là chuyện nó tham nhũng nó làm cả chục năm trước rồi không đem ra xử. Mà đợi cho nó đến làm mà bí thư thành ủy rồi nó mới đem cái chuyện cũ ra. Đem cái chuyện cũ ra. Cái gì chuyện mà đầu tư mà khai thác dầu mà ở Venezuela đó
là nó cũng bỏ ra gọi là 700-800 triệu đô la đó. 700-800 triệu đô la mà chưa có lấy được một đồng bạc nào đó. Mà bây giờ vụ Venezuela mà khủng hoảng như vậy rồi đó, coi như là không có lấy về được một đồng nữa, mà nó bỏ gọi là 720 triệu đô la, gọi là 40% của 1.800 tỷ đó, 1.8 tỷ đó. Nó bỏ, nó đầu tư vào cái khai thác dầu ở Venezuela mà từ năm 2006 gì đó. Bây giờ không còn một đồng bạc nào. Rồi cái chuyện đó rồi bây giờ nó đổ lỗi cho Đinh La Thăng. Mà Đinh La Thăng đâu có phải là quyết định toàn bộ đâu. Nguyễn Phú Trọng nó cũng nằm trong đó. Trước thời đó là Nguyễn Phú Trọng nó là chủ tịch quốc hội, nó cũng phải đồng ý đó. Đinh La Thăng mới làm chứ. Mà tội ác nó như vậy đó, nó mất bao nhiêu tỷ bạc, bao nhiêu triệu đô la mà không có thằng nào gọi là bị bỏ tù. Nó đưa ra đảng rồi là đảng gọi là kỷ luật. Cái kỷ luật, cái con khỉ. Kỷ luật làm được cái gì? Kỷ luật là cái gì? Kỷ luật là bắt quá nó cho chuyển đi cấp lớn hơn. Mà tại vì Đinh La Thăng nó lớn nhất rồi, nó lớn đến mà thành ủy Sài Gòn rồi, bây giờ đâu có đưa nó đi đâu được. Thường thường đó, nó kỷ luật là bằng cách nó thuyên chuyển từ cái cấp nhỏ, nó đưa lên cái cấp lớn. Nó khốn nạn cái chế độ nó như vậy. Thế mà anh làm càng ác chừng nào đó là nó càng che chở anh, để mà nó đưa lên cái cấp lớn hơn. Nó là vậy không? Nhớ là cái vụ mà Nguyễn Trường Tô cũng vậy. Nguyễn Trường Tô mà lo mua bán rồi mua bán trinh tiết của các em mà học sinh đó, ở tỉnh Hà Giang đó. Mấy chị nhớ Nguyễn Trường Tô cũng vậy. Người ta bắt gặp những cái hình ảnh trần truồng, chụp hình luôn nữa. Và người ta đó, cái con nhỏ, cái mấy cái cô học sinh nó còn biết được cái mật mã để vô phòng như thế nào nữa, biết cái địa chỉ nhà phòng số mấy, biết cả số xe nữa. Các em học sinh biết hết á. Các em học sinh là khai biết hết á. Mà rốt cuộc á, Nguyễn Trường Thô bị kỷ luật thôi. Mà kỷ luật nó cách chức đi. Cách chức là tối đa rồi. Cách chức rồi hưởng lương hưu hay cái gì đó, đâu có biết đâu. Chứ đâu có tù tội gì đâu. Hoàn toàn không tù tội gì. Mà toàn là những em nữ sinh rồi là dưới, rồi là dưới 18 tuổi không. Tại vì học trung học mà. Mà nó còn lưu manh nữa chứ. Chắc trẻ em dưới 18 tuổi mà tới hồi mà ra tòa án rồi thì các em lên tới 19-20 tuổi rồi. Tại tòa án nó kéo dài đó. Nó 19-20 tuổi rồi, nó nói là nó phải bắt giam luôn mấy em luôn. Mấy em cũng bị án rồi là 3 tháng tù, 6 tháng tù gì đó. Bị còng tay đó. Khốn nạn cái chế độ này như vậy. Những cái trẻ em học sinh đó mà nó bắt còng tay đó. Phải lãnh án gọi là mấy các em gọi là giống như là trong cái giai mà mụ tú á, mụ tú bà đó, về cái tội đó, tội gọi là giống như trong vai trò mụ tú bà đó, là nó sử dụng các em lớn rồi nó cho điểm rồi đại khái trong đó nó ông mà hiệu trưởng mà Sầm Đức Xương đó cũng bị bao nhiêu năm tù đó, rồi nó móc nối được mấy em lớn đó, rồi mấy em đó mới làm việc cho nó móc nối mấy chục em khác, mấy chục em đó, mười mấy em luôn á, mà đó là trên mặt báo đó mình thấy đó, còn mình không biết bao nhiêu em nữa. Nó ghê gớm không?
mười mấy em ở trong cái trường học ở ở tỉnh Hà Giang. Thành ra đó, cái hai mà em mà lớn nhất á, thì nó kết vào cái tội là môi giới, đúng rồi, môi giới, giống như tú bà đó, nãy tú Vi nói đó. Ghê như vậy, cái chế độ cộng sản này nó tàn tàn ác như vậy. Dạ, thôi tú Vi chia sẻ chút xíu vì thôi ha, quý anh chị em muốn mà chia TV 256 chia sẻ bất cứ đề tài nào, TV cũng sẵn sàng gọi là chia sẻ cho quý anh chị em. Nếu mà quý anh chị em có cái sự yêu cầu nha, yêu cầu thì đánh máy cho TV chia sẻ bất cứ về vấn đề nào mà quý chị em nghĩ rằng là muốn á, thì TV sẵn sàng chia sẻ nha, đánh máy ra đi. Còn không có thì thôi chúng ta tạm dừng ở đây cũng được. Rồi thôi, mến chào quý anh chị em.